Sau 9 tháng xa võ đài kể từ thất bại trước Jorge Campos Jr. hồi cuối tháng 11 năm 2021, Teofimo Lopez tăng cân và chuyển lên hạng siêu nhẹ để được thiết lập cuộc so găng với Pedro Campa. Võ sĩ có 11 năm thi đấu chuyên nghiệp với thành tích 34 trận thắng sau 36 lần thượng đài. Thất bại duy nhất của Pedro Campa diễn ra hồi tháng 10 năm 2017, thời điểm anh bị Carlos Jimenez hạ knock out kỹ thuật ở hiệp đấu thứ 7. Sau trận hòa với Arnaud Lopez hồi cuối tháng 4 năm 2019, Pedro Campa có 4 chiến thắng liên tiếp. Chiến thắng gần đây nhất của Pedro Campa diễn ra hồi tháng 3 năm 2022, thời điểm anh hạ knock out kỹ thuật Carlos Sanchez Valdades ở hiệp đấu thứ 3. Teofimo Lopez đạt trọng lượng 63kg so với 63.2kg của Pedro Campa trong buổi kiểm tra trọng lượng. Dù đã có đến 36 trận đấu, nhưng Pedro Campa vẫn chưa một lần tranh đài trên võ đài chuyên nghiệp. Vì vậy, cuộc so găng với Teofimo Lopez sẽ là trận đấu lớn nhất của võ sĩ 30 tuổi người Mexico này, trong khi Teofimo Lopez sẽ có cơ hội để tìm thấy danh hiệu trở lại dù chỉ là hai đai NABF và WBO quốc tế còn bỏ trống. Teofimo Lopez mở màn cuộc so găng với Pedro Campa rất bốc. Hàng loạt cú đấm được anh tung ra khiến đối thủ vất vả. Pedro Campa phải di chuyển liên tiếp để hạn chế quyết tâm áp sát của Lopez. Võ sĩ 30 tuổi người Mexico dính đòn tay phải của Lopez ở hiệp thứ 2. Tuy nhiên, võ sĩ này đáp trả bằng một pha phối hợp ở phút cuối của hiệp đấu. Khuôn mặt của Pedro Campa xuất hiện những vết bầm từ những cú đấm chất lượng của đối thủ. Teofimo Lopez tung ra pha liên hoàn vào cuối hiệp đấu thứ 3, trong khi Campa cũng đáp trả bằng một pha phối hợp. Pedro Campa phòng thủ chặt chẽ, khiến Teofimo Lopez làm việc vất vả hơn nhiều. Lopez khép lại hiệp thứ 4 bằng các cú đấm tầm cao, nhưng hầu hết đều bị Campa quá giải. Lopez giảm nhịp độ tấn công khi không đạt được yêu cầu. Yếu tố này khiến Campa có những khoảnh khắc nổi bật. Hàng loạt pha tấn công của Campa giúp anh thêm tự tin. Cuộc tấn công trở lại với Lopez bằng cú đâm bên trái. Đòn tay phải đủ để làm trầm trọng thêm vết thương nơi mắt trái của Campa. Lopez thực hiện cú đấm bằng tay phải kết hợp cú móc trái ngay ở những giây đầu tiên của hiệp 7, khiến Pedro Campa ngã đài. Nhưng võ sĩ này đáp ứng yêu cầu của trọng tài để tiếp tục cuộc chơi. Lopez lao vào bằng loạt cú đấm mạnh khiến mắt trái của Campa sưng húp và máu mũi chảy ra. Ba cú đấm tay phải liên tiếp là đủ để trọng tài kết thúc trận đấu khi hiệp 7 còn 46 giây. Sau chuỗi 8 trận bất bại, Pedro Campa phải nhận thất bại thứ 2 trong sự nghiệp, trong khi Teofimo Lopez tìm lại hương vị chiến thắng kể từ khi bị Jorge Campos Jr. đoạt tất cả những đài vô địch hồi tháng 11 năm 2021. Một bước khởi đầu hoàn hảo khi Lopez chuyển lên thi đấu ở hạng siêu nhẹ. Một trận đấu hạng nặng được đưa vào sự kiện ở Jeddah là cuộc so găng giữa Andrew Tabiti và James Wilson. Andrew Tabiti đạt trọng lượng 98kg 316g so với 108kg 181g của James Wilson. Andrew Tabiti không cần sử dụng hết thời gian dự kiến 8 hiệp để tìm thấy chiến thắng thứ 20 trong sự nghiệp khi so găng với đối thủ bất đắc dĩ James Wilson. Đến với trận đấu này một cách đột ngột để thay thế Tyrone Spall, James Wilson chỉ thi đấu được 5 hiệp với Andrew Tabiti. Những đòn đánh quy lực của Tabiti khiến James Wilson gục xuống góc đài trong những giây cuối của hiệp 5. Dù đáp ứng yêu cầu của trọng tài và sống sót qua hiệp đấu này, nhưng James Wilson cũng không thể tiếp tục cuộc chơi. Có nghĩa là anh phải chấp nhận thất bại đầu tiên sau 9 lần bước lên võ đài chuyên nghiệp. Còn Andrew Tabiti thì có chiến thắng thứ 3 liên tiếp kể từ sau thất bại trước Julian Doticos hồi tháng 6 năm 2019 và là chiến thắng thứ 20 của anh kể từ khi bước lên võ đài chuyên nghiệp từ tháng 7 năm 2013. Badusak đã hạ gục Hani Aijo ngay hiệp đầu tiên vào tháng 5. Đó là trận thắng thứ 3 liên tiếp kể từ khi anh chuyển lên hạng dừa. Võ sĩ gốc Gambia được thiết lập so găng với Richard Rivera. Vào tháng 4 năm 2022, võ sĩ 31 tuổi người Mỹ này thiết lập kỷ lục 22 trận toàn thắng. Đó là thời điểm anh hạ knock out Fidel Monterosa Munoz ở hiệp đấu thứ 3. Badusak nặng 90kg 265g so với 88kg 337g của Richard Rivera. Thời gian dự kiến cho cuộc so găng giữa Badusak và Richard Rivera là 10 hiệp.
trẻ hơn đối thủ 7 tuổi, Richard Rivera quyết tâm tìm chiến thắng thứ 23 liên tiếp trên võ đài chuyên nghiệp khi chủ động tấn công ngay từ đầu. Võ sĩ 31 tuổi người Mỹ cũng thu về thành quả nhất định. Trong khi Badusak, với kinh nghiệm của mình, cũng có những khoảnh khắc riêng với những pha tung đòn chất lượng khiến Rivera nhiều lần gặp khó khăn. Thông thường, đồng hồ trên màn hình sẽ biến mất khi hiệp đấu còn khoảng 10 giây. Một sự cố đã xảy ra ở hiệp đấu thứ 8 khi thời gian kéo dài hơn 1 phút vì lỗi vô tình của người phụ trách lĩnh vực này. Thời gian kéo dài của hiệp thứ 8 đã chứng kiến Rivera dính nhiều đòn của đối thủ. Theo nhận định của nhiều người, võ sĩ gốc Gambia hưởng lợi từ sự cố ở hiệp đấu thứ 8. Richard Rivera có lý do để phàn nàn về thất bại đầu tiên trong sự nghiệp khi hai giám khảo cho điểm 96-94 nghiêng về cho Badusak. Chiến thắng thứ tư liên tiếp kể từ khi chuyển lên hạng dừa, Badusak có cơ hội hướng đến danh hiệu thế giới một lần nữa. Vào ngày 3 tháng 1 năm 2022, Liên đoàn Quyền Anh Quốc tế gửi lời mời đến Philip Govic và Luis Ortiz để tham gia các cuộc đàm phán cho trận đấu tìm nhà thách thức bắt buộc của cơ quan quản lý quyền Anh này. Govic ngay lập tức chấp nhận lời mời, nhưng Ortiz thì từ chối vì chấn thương. Liên đoàn Quyền Anh Quốc tế chuyển sang mời Joseph Parker tham gia vào cuộc đàm phán với Govic, nhưng cũng bị võ sĩ hàng đầu của New Zealand từ chối, cũng với lý do tương tự như Ortiz. Đến ngày 13 tháng 1 năm 2022, Tony Joka nhận lời mời, sau đó bị Liên đoàn Quyền Anh Quốc tế từ chối vì lý do võ sĩ người Pháp này không đủ điều kiện để tham gia thỏa thuận với bất kỳ đối thủ nào khác ngoài Martin Bakule. Vào ngày 26 tháng 1, cả Andy Ruiz Jr. và Marat Gaziev đều nhận được lời mời tham gia đàm phán với Govic, nhưng 5 ngày sau đó cả hai đều từ chối với lý do chấn thương kéo dài. Vào ngày 7 tháng 2, Zanchele nhận lời mời của Liên đoàn Quyền Anh Quốc tế để tham gia đàm phán với Philip Govic. Võ sĩ người Croatia Philip Govic được hứa hẹn chia 60%, tương đương $390,000, trong khi Zanchele được chia 40%, tương đương $260,000. Cuộc so găng dự kiến sẽ nằm trong số các trận đấu phụ cho sự kiện chính giữa Dimitri Bivol và Canelo Alvarez. Tuy nhiên, Philip Govic rút lui vào ngày 2 tháng 5 sau cái chết của cha mình. Cuối cùng, cuộc so găng giữa Philip Govic và Zanchele được đưa vào làm nóng cho sự kiện chính trong đêm 20 tháng 8, thời điểm Oleksandr Usyk tái đấu với Anthony Joshua tại Ả Rập Xê Út. Sẽ có tổng cộng 10 trận đấu phụ để làm nóng cho sự kiện chính, trong đó trận đấu hạng nặng để giành quyền tranh danh hiệu IBF giữa Philip Govic và Zanchele được chú ý. Govic đã trọng lượng 110kg 109g so với 125kg 645g của Zanchele. Philip Govic và Zanchele đều bước vào trận đấu lớn nhất trên võ đài chuyên nghiệp. Bởi võ sĩ nào thắng trận đấu này sẽ trở thành thách thức bắt buộc của IBF. Võ sĩ người Trung Quốc nhanh chóng tạo ra cơ hội lớn khi tung đòn tay phải cắt vào gáy đối thủ. Tuy nhiên, võ sĩ người Croatia nhanh chóng đứng lên và đáp ứng yêu cầu của trọng tài. Govic phản ứng tích cực khi trận đấu tiếp diễn với hai đòn tay phải vào càm của Zanchele. Cuộc chiến đôi công duy trì khi Zanchele có những khoảnh khắc chói sáng khiến đối thủ chao đảo lùi vào góc đài. Philip Govic đáp trả với một cú đấm mạnh vào càm Zanchele, nhưng một lần nữa Zanchele cho thấy khả năng chịu đòn cực tốt của mình, đồng thời cố gắng tạo ra những pha tấn công nguy hiểm. Võ sĩ người Trung Quốc chơi bùng nổ ở hiệp đấu thứ 9 với hàng loạt cú đấm, nhưng anh dường như cạn kiệt năng lượng vào thời điểm quan trọng. Một trận đấu khó khăn cho cả Philip Govic và Zanchele, khi cả hai đều có những khoảnh khắc chói sáng, nhưng cũng có những thời điểm khó khăn và gặp nguy hiểm. Cuối cùng, Philip Govic đã được cả ba vị giám khảo đánh giá chơi tốt hơn so với Zanchele thông qua số điểm 115-112, 115-112 và 114-113. Chiến thắng này, Philip Govic trở thành võ sĩ đầu tiên đánh bại được Zanchele trên võ đài chuyên nghiệp. Đồng thời, trận thắng thứ 15 liên tiếp cũng giúp anh trở thành thách thức bắt buộc của IBF. Callum Smith sẽ có trận đấu thứ hai ở hạng bán nặng kể từ trận thắng knockout kỹ thuật Gilberto Castillo Rivera hồi tháng 9 năm ngoái. Đối thủ lần này của Callum Smith là Matthew Bodelicki. Callum Smith đạt trọng lượng 79kg 265g so với 79kg 151g của nhà vô địch châu Âu. Người thắng cuộc sẽ giành quyền tham dự trận tranh danh hiệu WBC hạng bán nặng.
Trong trận đấu thứ hai ở hạng bán nặng, Callum Smith cùng với đối thủ Mathieu Baudelike so găng với nhau, người nào thắng sẽ trở thành thách thức bắt buộc của WBC. Hai võ sĩ nhanh chóng làm nóng võ đài bằng những cuộc trao đổi. Mục tiêu trở thành thách thức bắt buộc của WBC khiến cả hai quyết tâm ngay từ đầu. Callum Smith tấn công Mathieu Baudelike bằng một cú thuận tay phải. Võ sĩ người Pháp đáp trả bằng một pha phối hợp mạnh mẽ. Các đối thủ không ngừng tung ra những pha phối hợp, những cú móc hoang dã. Không ai chịu thua kém đối thủ trong bất kỳ cuộc trao đổi nào. Bất cứ khi nào Callum Smith tấn công chính xác thì lập tức Mathieu Baudelike đáp trả lại bằng pha liên hoàn. Bước ngoặt của trận đấu xảy ra ở những giây đầu của hiệp đấu thứ tư. Callum Smith tung cú móc trái hoàn hảo khiến Mathieu Baudelike ngã đài. Võ sĩ người Pháp đáp ứng yêu cầu của trọng tài để trở lại cuộc chơi. Tuy nhiên, anh không thoát khỏi những cú đánh chất lượng của đối thủ. Một cú móc trái cực mạnh từ Callum Smith buộc trọng tài phải kết thúc trận đấu trước thời gian dự kiến. Hạ knock out Mathieu Baudelike ở hiệp thứ tư, Callum Smith trở thành thách thức bắt buộc của WBC. Có nghĩa là Callum Smith sẽ có cơ hội so găng với Artur Beterbiev. Hiện tại, võ sĩ người Nga đang giữ 3 đai vô địch hạng bán nặng WBC, IBF và WBO, nên cũng là mục tiêu của Anthony Yates, một thách thức bắt buộc của WBO. Oleksandr Usyk và Anthony Joshua đã bước vào buổi kiểm tra trọng lượng tại Jeddah của đất nước Ả Rập Xê Út. Chủ nhân của các đài vô địch WBA Super, IBF và WBO đạt trọng lượng 100kg 470g so với 110kg 903g của Anthony Joshua. Cả hai đều tăng cân chút ít so với trận đấu hồi tháng 9 năm ngoái. Usyk và Joshua đều có khoảng thời gian khá lâu nhìn chằm chằm vào nhau. Trận tái đấu giữa Oleksandr Usyk và Anthony Joshua càng có giá trị hơn khi tạp chí The Ring quyết định chọn luôn sự kiện đình đám này để trao danh hiệu The Ring cho người thắng cuộc sau khi Tyson Fury bỏ trống cách đây vài ngày. Ít nhất 40 triệu đô la cho mỗi người khi tham gia trận tái đấu này. Thậm chí, Usyk và Joshua có thể đạt đến 50 triệu đô la nếu doanh thu dịch vụ truyền hình trả cho mỗi lượt xem tăng lên. Anthony Joshua có vẻ lo lắng trước trận đấu, nhưng anh kịp thể hiện sự bình tĩnh khi tiếng chuông vang lên bắt đầu cho trận tái đấu với Oleksandr Usyk. Joshua thể hiện quyết tâm của mình bằng việc chủ động áp sát tung đòn. Tuy nhiên, Usyk tỏ ra bản lĩnh khi di chuyển linh hoạt và chỉ ra đòn khi cần thiết. Những pha đáp trả cứ tiếp tục xuất hiện trên võ đài, với Anthony Joshua vẫn chủ động tấn công, còn Usyk thì hạn chế đòn đấm, nhưng nguy hiểm thì luôn ẩn hiện đâu đó xung quanh Anthony Joshua. Võ sĩ người Anh tung nhiều đòn đánh hơn, nổi bật là cú móc trái, trong khi Usyk vẫn có điểm để tích lũy, đáng kể là pha phối hợp trái phải. Võ sĩ người Ukraine vẫn thể hiện khả năng chuyên môn của mình, những pha phản đòn cực kỳ lợi hại. Khó chịu vì tính kỷ luật trong thi đấu của Usyk nên Joshua đã tung ra đòn đánh dưới thắt lưng. Sự cố này buộc trọng tài phải để Usyk có thời gian giảm cơn đau. Anthony Joshua có một số đòn đánh rất cần thiết khi bắt đầu hiệp thứ 6, khiến Usyk phải dựa vào dây đài. Võ sĩ người Anh phát huy những cú ra đòn vừa tầm, nhưng Usyk trở lại ở nửa sau của hiệp 7, khiến Joshua phải nhận vài cú phản đòn. Oleksandr Usyk gặp rắc rối lần đầu tiên sau 21 hiệp đấu với Joshua kể từ tháng 9 năm ngoái. Cơ hội rất lớn để Joshua hoàn thành kế hoạch đòi lại những gì đã mất với hàng loạt cú đấm, nhưng Usyk đã sống sót ở hiệp đấu này. Oleksandr Usyk đảo chiều 2 trong 3 hiệp đấu còn lại của cuộc chiến. Các cú móc và đòn dòng liên tiếp khiến Joshua gặp khó khăn và phải lùi vào dây đài. Joshua cố gắng đáp trả vào đầu hiệp 11, nhưng tốc độ tung đòn của võ sĩ người Ukraine là quá sức đối với võ sĩ người Anh. Joshua tấn công ngay khi hiệp 12 bắt đầu, nhưng lại dính đòn khi Usyk phản công bằng 3 cú đấm. Dù Joshua cố gắng duy trì sức tấn công, nhưng câu trả lời của Usyk là rất rõ ràng. Oleksandr Usyk quỳ gối cầu nguyện sau khi tiếng chuông vang lên kết thúc trận đấu, và Anthony Joshua cũng vậy. Cả hai thể hiện tinh thần thượng võ, nhưng mọi chuyện thay đổi khi 2 trong 3 giám khảo đánh giá Usyk chơi tốt hơn thông qua số điểm 115-113 của ông Steve Bray và 116-112 của ông Viktor Fedchenko. Vì vậy, số điểm 115-113 của giám khảo Glenn Freeman nghiêng về cho Anthony Joshua là vô nghĩa trong kế hoạch chinh phục thế giới lần thứ 3 của võ sĩ người Anh. Anthony Joshua tự làm suy giảm uy tín bản thân khi phản đối quyết định của 2 trong 3 vị giám khảo cùng với những hành động không thể chấp nhận. Ngược lại, Oleksandr Usyk tỏ ra bình tĩnh trước kết quả được công bố, cũng vì võ sĩ người Ukraine này tin rằng anh đã làm được những gì anh cần làm trước đối thủ cao to hơn mình.
Ngoài việc bảo vệ thành công các đài vô địch hạng nặng WBA Super, IBF và WBO trong chiến thắng thứ 20 liên tiếp trên võ đài chuyên nghiệp, Oleksandr Usyk còn trở thành nhà vô địch mới của tạp chí The Ring, danh hiệu mà Tyson Fury vừa bỏ trống cách đây vài ngày. Võ sĩ hạng nặng 28 tuổi người Mỹ Jamie Edmilton chuyển lên chuyên nghiệp hồi tháng 8 năm 2020, thiết lập trận thắng thứ 6 liên tiếp trong sự kiện quyền Anh được tổ chức tại Sòng Bạc và khách sạn Hard Rock ở Tulsa. Trong cuộc so căng với đồng hương 35 tuổi Nick Jones, anh đã có pha phản đòn trúng vào đầu khiến Nick Jones ngã đài ngay lập tức. Đó cũng là thời điểm Nick Jones nhận thất bại thứ 5 sau 14 lần thượng đài. Còn Jamie Edmilton thì lần thứ 5 hạ gục đối thủ trong 6 trận thắng liên tiếp trên võ đài chuyên nghiệp. Một trận đấu hạng nặng khác còn kết thúc sớm hơn chiến thắng của Jamie Edmilton, đó là cuộc so găng giữa Richard Torres Jr. và Marco Antonio Canedo. Mặc dù chỉ mới lần thứ 3 bước lên võ đài chuyên nghiệp, nhưng võ sĩ hạng nặng 23 tuổi người Mỹ Richard Torres Jr. chỉ cần 45 giây là hạ gục Marco Antonio Canedo, áp đảo đối thủ người Mexico ngay từ đầu. Richard Torres Jr. tìm thấy đòn quyết định khi dồn đối thủ vào dây đài. Đây là lần thứ 2 liên tiếp Richard Torres Jr. kết thúc trận đấu ngay hiệp đầu tiên. Efe Asaba bị Brandon Sanchez chấm dứt chuỗi 15 trận thắng liên tiếp hồi tháng 10 năm 2021. Võ sĩ này phải trải qua cuộc phẫu thuật cả hai khuỷu tay sau trận thua đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Efe Asaba trở lại võ đài vào cuối tháng 8 2022 ở Tulsa. Đối thủ thứ 17 trên võ đài chuyên nghiệp của anh là Joseph Ramos. Trận đấu làm nóng cho sự kiện chính, lão tướng người Hungary không ít lần chủ động tấn công. Tuy nhiên, võ sĩ người Nigeria Efe Asaba thể hiện sự vượt trội về kỹ năng đấm bốc trước quyết tâm của đối thủ. Dù bị tấn công, nhưng Asaba vẫn có những pha phản đòn chất lượng, thậm chí võ sĩ người Nigeria còn đấm đối thủ người Hungary ngã đài. Damos đáp ứng yêu cầu của trọng tài Gary Richter, nhưng một đòn tay phải khác của Asaba khiến Damos phải quỳ gối khi hiệp 2 còn 1 phút 15 giây. Lần này, trọng tài Richter ngay lập tức kết thúc trận đấu. Sau thất bại hồi tháng 10 năm ngoái, Asaba tìm lại hương vị chiến thắng trong lần thượng đài thứ 17 của mình. Jared Anderson trở lại võ đài sau 8 tháng dưỡng thương tay. Võ sĩ 23 tuổi người Mỹ được thiết lập so găng với Rob Kanin tại Tulsa. Rob Kanin tấn công Anderson bằng đòn tay trái khi trận đấu bắt đầu. Tuy nhiên, Anderson nhanh chóng kiểm soát tình hình với chưa đầy 30 giây sau. Anderson và Rob Kanin trao đổi những cú móc trái khiến trận đấu khá sôi động. Một loạt các cú đấm trong hiệp 1 mang về điểm số rõ ràng cho Anderson. Rob Kanin tự biết số phận của mình trong cuộc chiến khó khăn này. Một cú móc trái nguy hiểm thiết lập nên cú đánh quyết định của Anderson ngay sau đó. Milsan Rob Kanin bị bật ngửa bởi cú đấm của đối thủ và không thể đáp ứng yêu cầu của trọng tài. Hạ knock out Milsan Rob Kanin ở hiệp 2, Jared Anderson thiết lập trận thắng thứ 12 liên tiếp trong sự nghiệp nhà nghề. Đồng thời, võ sĩ 23 tuổi người Mỹ này lên tiếng muốn so găng với Philip Govic.